Hello mọi người, nay mình rảnh với dịch á, nghỉ nay cũng rảnh mình đi bắt dọc tiếp nha mọi người. Đó, một lát nữa mình bắt dọc rồi mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Đó. Tới chỗ rồi mình bắt đầu mình quay luôn nha mọi người. Mọi người nhớ theo dõi ủng hộ mình nha mọi người. Đó. Đây nha mọi người nè. Thì có cái lú nè, lát nữa mình dở luôn nha mọi người, dở thử coi cá không nha. Đây là khá im nè, đi qua bên đây dọc nha mọi người. Đây ạ, quá đó, lát nữa nó cạn ở đây mình ra đó mình bắt cái đó đó, có vậy có cá đó. Chỗ này mình ngồi bự, có cái lú nữa, ý làm dở lát đậu vậy có cá đó xiên. Chỗ này có cá con dừa nè, đồng đồng gì có cá con dừa dữ lắm á nè, mấy cái dũng vậy nè, cái dũng gì cá con dừa dữ lắm luôn nè. Đó nha mọi người nè, đi bắt dọp nha mọi người. Giờ anh kiếm kiếm dọc nha mọi người, đây là kiếm ăn mùa dịch. Đây hai con nè, đã không đó, chạy đâu nữa. Hai con mọi người ơi, thấy không đó, đó. Sâu luôn, dễ ăn đâu. Nè đây con nữa nè, đó thấy chưa, đã chưa, đây lùm lá không nha mọi người nè, dừa nước nè, bắt thử hoài này coi vừa ăn đốn về luôn nha mọi người. Nó mùa dịch phải khổ vậy đó. Đây con nữa nè, đó nè, chưa, đây con nữa nè, trời ơi hai con luôn, nó vô luôn, quá đã. Dân thành phố sao biết con này được, dân thành phố đâu biết bắt con này. Đó nè, mới vừa cào ra cái có này nha mọi người nè, đó nè, chưa, mình coi xe cái còn không em, quá lâu nó ngó xe đầu cá mày. Này coi, hôm nay chưa đào nè. Hết rồi. Đó. Đó, nó trôi ở đây quá. Đó.
Cái nước nha mọi người. Thử. Đây mọi người ha, quả bắt bữa nay nha, đó đây một thùng nữa nè. Quá trời luôn. Đây một thùng nữa nha, đây một giỏ luôn. Tới người tới rồi mọi người, tiền quá rồi người tới. Về luôn nha mọi người, người tới rồi nha, nhớ là đủ ăn rồi đó. Vô đây bỏ quần vô luôn rồi, giờ mình về luôn nha mọi người, kết thúc video luôn nha mọi người. Rồi, quá trời dọc nha mọi người, đến đây nữa rồi. Rồi, luôn bỏ vô đây rồi, vô đây về mua tới rồi, chắc này kẹp quá mày, để đi bơi hay không ở trong đấy tôi ôm luôn rồi. Quay nó chạy trên thời đấy, nó quay bình thường, quay khung cảnh trời mưa thôi. Trời mưa hả? Hello mọi người, đây là giọt mới bắt nha mọi người. Đây là cũng là cái mẻ này hồi bữa nè, đó đầu mình bắt nướng nha mọi người nè, luộc luộc xong mới nướng đá im. Ở cái này mình đổ dầu vô con dập trước nha mọi người. Vô. Xong bắt đầu cái mình mới đổ trứng chứ nữa à. Vô nha mọi người. Không nằm yên cái gà. Đổ hết vòng vòng mấy cái con dập luôn. Rồi xong dùng canh cho nó chín nó gần chín mình bỏ bát tiêu lên phía trên nữa nha. Rồi xong mình lấy xuống. Mọi người nhìn đã chưa? Quá ngon luôn mọi người. Đã luôn rồi. Đó. Quá đã.
dư lắm, nó chiên luôn. Cái này là dọc, dọc nướng mỡ hành với trứng nha mọi người. Đó. Này mới bắt nè. Trong bữa tối thì quay nó hơi hột hột. Nói chung là cũng sáng chứ không ăn sáng mà nó hơi hột. Mọi người xem đồng cảm nha. Đã rồi. Mà này mình luộc sơ nè. Đó, luộc sơ xong vừa hở vừa bung lên là mình lấy ra liền. Quá đã luôn. Đổ nữa. Cái này lấy cái đầu gấp ra. Nó nóng, nóng mà sao lấy nóc. Gấp chứ. Có cái muỗng á, nóc lấy cái muỗng nữa rồi. Này lấy lên thõng tay à, nóc. Cái muỗng nữa là múc lên ơi, cái này cầm sao mà cầm nóng quá vậy. Nóng gì lắm luôn, thằng này quá nhiều bữa rồi, quá đã luôn rồi. Ok. Con này ăn khá là ngon nha mọi người. Xôi nha mọi người, đó, đổ vô nè. Đổ trứng vào. Dạy ra. Cái này hộp dịch ăn không biết để nguội có tanh không luôn. Múc mà nó thơm quá mà nó không ngủ sợ tan, nó không bỏ tiêu nó cứ rồi nhà đem dắt tiêu lên cho đỡ. Két nè, cháy quá nè. Vô thối luôn.
đúng bài luôn nó quá hấp dẫn.